quý vị đang đến với chương trình Phóng sự Cộng đồng của Đài Việt TV. Và ngày hôm nay là ngày khai mạc Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 11 với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội. Và sau đây mời quý vị theo dõi những hình ảnh của Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần này. Chúng ta bắt đầu tuần Tam Nhật để kính Đức Mẹ La Vang. Đây là lần thứ 11 với một nghi thức đặc biệt để tưởng nhớ đến các thánh từ đạo, ông bà tổ tiên của chúng ta, những người đã hy sinh chính bản thân của mình để làm chứng cho niềm tin và để lại cho chúng ta một giáo hội sống động, một giáo hội năng động, một giáo hội càng ngày càng phát triển. Tất cả là hồng ân. Thánh mẫu đại hội chiều nay quay quần bên mẹ, tâm hồn an vui. Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta khởi đi đại hội Đức Mẹ La Vang bằng cách nhớ lại những gì cổ nhân chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta, các thánh từ đạo và những anh hùng từ đạo trên đất nước của chúng ta đã làm, đã hy sinh và đã chịu chết đi để hạt giống đức tin được lớn lên. Chính vì vậy có chúng ta ngày hôm nay. Xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với chúng ta. Amen. Hoa về rồi buôn hoa sinh con hái dâng mẹ. Mùa hoa về rồi buôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng. Nghe hồn chào dâng Chúa trang bao nhiêu ân. Thứ sáu là khai mạc cái chương trình Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ 11. Thứ nhất là tạ ơn Thiên Chúa vì năm nay là lần đầu tiên có được một thời tiết rất tuyệt vời như vậy. Sau cái Covid, La Vang lại hầu như là chuyển mình trưởng thành nhiều hơn. Chính vì vậy mà đề tài năm nay cũng rất là hay, đó là Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo hội. Đây là một đề tài nó chỉ mới bắt đầu từ 2018
thì chúng con nhận sứ 2017 thì nên nó cảm thấy rất là gắn bó với cái đề tài năm nay, là một người Kitô hữu như là Đức Cha nhắc nhở mình phải chịu khó, mình phải chịu thương. Chính vì vậy mà nhờ cái sự chịu thương, chịu khó của con chiên La Vang đó vậy, chịu khó của tất cả những khách hành hương đó, chưa có năm nào mà chúng ta có cái khách hành hương đến với lại cái ngôi trường của chúng ta đông như vậy. Gần như là 150 người ở trong cái ngôi trường mới của chúng ta. Người đến từ Arlington, Virginia có, San Diego, California có, Lafayette, Louisiana có, Arlington, Texas có, rồi San Jose, California, Minnesota và còn nhiều nơi, Florida và nhiều nơi khác nữa. Cảm ơn mọi người đã không lười biếng, phải nói là như vậy, đã đến để cho chúng con có cơ hội để phục vụ và đến để cho kịp để chúng ta cùng với nhau để làm sáng danh Chúa và tôn vinh Mẹ. Qua cái Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần 11 này, chúng ta yêu mến Mẹ nhiều hơn. Và không chỉ là yêu mến trong lòng đâu, nhưng mà cái là bổn phận của chúng ta phải truyền bá đức tin đó, cái lòng yêu mến đó, cái truyền cái hơi mà yêu mến đó cho con cháu của chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được tất cả những ơn lành. Chúng con sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người nhận được môn ơn lành của Chúa qua sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội. Thưa Cha, chúng con rất vinh dự được gặp Cha ở tại đây. Và xin Cha có đôi cảm xúc gửi đến trong cái ngày hôm nay ạ. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn người. Hôm nay buổi chiều rất đẹp. Mà đây có lẽ là lần thứ ba tôi đến ở La Vang này. Trong tâm tình là những người con của các thánh tử đạo, những hậu duệ của các thánh tử đạo, những người đã hy sinh chính bản thân mình đến giọt máu cuối cùng làm chứng cho đức tin, thì đòi hỏi chúng ta, tôi cũng như quý anh chị, là làm sao phải sống cho xứng đáng là những người con của thánh tử đạo bằng chính cuộc sống của mình, luôn luôn chọn lựa đứng về sự thật, luôn luôn chọn lựa là người con của tình yêu, của công bằng bác ái, luôn luôn đứng về phía những người bị áp bức, những người đứng bên lề xã hội và những người vì sự thật đang bị tù tội. Xin chúc mừng đại hội được kết thúc tốt đẹp. Thì thật sự ra cái chương trình của Đại hội Thánh Mẫu La Vang của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang của chúng ta thì năm nay năm thứ 11 rồi, thì tất cả mọi chương trình của giáo xứ đã được vào nề nếp rất là tốt đẹp. Đó là tất cả các hội đoàn họ đã biết những cái gì họ cần phải làm để lên một cái chương trình Đại hội Thánh Mẫu như thế này. Chúng con phải tổ chức, nghĩa là phải mời Đức Cha từ cái năm ngoái rồi, là để cho ngày reserve cho cái ngày mà để chúng ta để sửa soạn cho cái chương trình. Sau đó thì bắt đầu chúng con mới lên cái chương trình từng hội đoàn một, nhất là về ban ẩm thực. Đặc biệt là cái ban ẩm thực á, thì chúng ta phải có bao nhiêu hội đoàn sẽ đứng lên để rồi nấu cho phục vụ cho tất cả mọi người trong giáo xứ, cũng như là tất cả mọi người sẽ đến đây tham dự cái chương trình đại hội thánh mẫu của chúng ta. Kế đến đó là cái chương trình của các đoàn. Tất cả các đoàn đó là họ tập rất là công phu, là họ bỏ một tuần ra như vậy là phải 3 ngày để tập với nhau. Sau đó đó đến bên khâu của tất cả các hội đoàn khác, đó là chẳng như là vấn đề tiếp tân, đón tiếp tất cả các quý vị. Phải tạ ơn Chúa là đã ban ơn cho giáo xứ Đức Mẹ La Vang của chúng ta có nhiều người dám hy sinh để rồi cái chương trình Thánh Mẫu La Vang này mang mọi người đến đây để cùng nhau cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa và chúc tụng ngợi khen Ngài. Xung quanh của tụi mình là những cô gái rất là xinh đẹp của nhóm múa Rosa de Lima, và đây bên cạnh là đạo diễn Vũ Loan, là người đạo diễn một cái nguyên một chương trình múa dân hoa. Được quay trở lại sau 2 năm mùa dịch thì nhóm Rosa de Lima trong tất cả các trong tâm tình của cái mùa đại hội Thánh Mẫu thì Rosa de Lima là điểm son của giáo xứ, là một cái chương trình không thể thiếu vào cái đại hội hàng năm. Vì thế trong cái tâm tình hy sinh phục vụ của nhóm Rosa de Lima, chỉ muốn đem cái ngôn ngữ múa để đem lên những cái đó hoa hồng thắm, dung phân tưới nước để có một cái đó hoa hồng thắm dâng lên mẹ vào cái ngày đại lễ Thánh Mẫu. Tiết mục dân hoa mà một cái chương trình không thể thiếu vào tất cả các năm hàng năm của cái đại hội Thánh Mẫu. Với Rosa de Lima thì hầu như là sự hy sinh tập dượt cả mấy tháng trời, và có kể cả về đêm, là tự gì nếu mà một ca đoàn thiếu một người thì không sao, nhưng mà nhóm múa thiếu một người có nghĩa là thiếu một cái cánh hoa đẹp dâng lên Đức Mẹ. Cho nên các chị rất là hy sinh phục vụ trong tất cả các đêm, và những cái lời tâm tình cầu nguyện về để có những cái động tác đẹp.
Bên mẹ La Vang, con sẽ bình an. Dạ thì Đức Cha giảng rất là sâu sắc. Thứ nhất là về nói về nguồn gốc, tại sao mình con người có nguồn có gốc không? Đức Cha dẫn dắt về cái biến cố Đức Mẹ La Vang là từ các thánh tứ đạo rồi về từ Cha dẫn dắt về rất là sâu sắc. Ở dưới này cảm nhận rất là đầy đủ cái nguyên do tổ chức của đại hội và làm cho mình cảm thấy là rất là chuẩn bị tâm hồn để đón vô vào cái ba ngày này rất là sâu sắc. Về thật sự lúc bước tới đây mà cảm thấy lòng rất là ấm áp, mà tự nhiên cảm thấy giống như mình bước vào nước Việt Nam vậy. I feel so warm and touch and rất là thân thương với giáo xứ này, nhất là chỉ mới lần đầu tiên thôi. Yeah, so happy to be here. Vậy thì tiếp lời của chị Mai, anh có cảm nhận như thế nào đối với giáo dân của La Vang khi mà anh đến đây cũng đã ở qua được một ngày rồi? Dạ, đây thấy là rất là vui, thấy cái đây rất là welcome, về rất là hiếu khách và rất là impressive, rất là đồ sộ, rất là hình tráng những cái công việc của giáo dân ở đây cũng như Cha Thiên Anh, rất là sốc. Đúng vậy. Kính thưa quý vị vừa theo dõi một vài hình ảnh của lễ khai mạc Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 11 tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, Texas. Như Lê và Tường Minh cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các phóng sự lần sau.